Đây là những cây củ cải Hàn Quốc mình được một người chị trên YouTube cho mình. Khi mình gieo hạt xuống nó đã lên những cái cây như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ đem hết những cái cây này, mình sẽ trồng ngay chỗ cái bed mà mình trồng radish đó các bạn, củ cải tí hon á. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nguyên cái bed trồng rau của mình. Sau 1-2 tuần ngày bão tuyết mà các bạn thấy không, nó trở lại xanh tươi tốt. Mà nói chứ, ngày sáng nào mình cũng ra mình hái mấy lá để mình ép nước mình uống á, mà nó cứ ra hoài liên tục. Nói chung là rất là đỡ tốn tiền để đi chợ mua mấy cái rau này nha. Rồi, đây là nguyên khu vực này mình trồng, năm nay mình trồng nhiều rau lắm để cho mình ép mỗi buổi sáng mình uống á. Đó, cho nên là mình chỉ chừa khúc bên đây. Định trồng luôn nguyên bed này là trồng rau hết luôn, hai cái này là trồng rau hết luôn đó chứ. Nhưng mà thôi nghĩ lại chừa một cái bên này sợ nhiều quá. Cho nên là mình chừa lại cái khúc chỗ này nè để mình trồng một phần cái củ cải radish mà có người chị cho mình. Thì mình trồng thử coi đó, củ cải Hàn Quốc là ra làm sao mình cũng chưa biết, để trồng thử nha các bạn. Thì bây giờ các bạn cùng đi trồng với mình nha. Đây, bây giờ mình sẽ đi trồng hết luôn những cái chỗ này. Thì bây giờ mấy cái này mình gieo chậu thì mình sẽ bứng lên, mình bứng lên làm sao cho nó đi chung với đất luôn đó các bạn. Đây, thế này nè. Rồi, mình sẽ trồng. Mình trồng cách nhau khoảng chắc gần nửa gang tay. Mình trồng được tới đây đây các bạn ơi, còn dư một khúc này chắc mình đi lấy mấy cải cải keo á, mình đi trồng thêm vô khúc này luôn. Ở đây mình có thêm cái loại cải keo, cái cải keo này nó da lá nó đậm lắm, nó xoăn hai bên nhưng mà nó đậm, nó thẳng, thì mình cũng trồng ở đây thêm vài cây đi ha, chứ để trống đây cũng uổng, trồng luôn đấy các bạn. Còn khúc này mình chỉ trồng được cái củ cải được khúc này thôi à. Để mình đi qua bên đây mình lấy nè. Keo nè các bạn ơi, đây là cũng là một cái loại cải keo nữa. Nói chung là năm nay mình trồng cái rau lá xanh này nhiều để mình ép uống á. Bây giờ mình trồng ở đây luôn, một chậu ở đây, một chậu đây. Cameraman đang làm vàng trồng đậu đũa đó các bạn. Nãy mình phụ ảnh được một khúc rồi, bây giờ nhiệm vụ của ảnh là nằm nhiệm vụ còn lại, còn mình đi trồng cây thôi. Khi mà những cái cây keo này mình bỏ trong chậu á, nó đã có rễ rồi các bạn, mình đổ ra luôn, mình đổ cái chậu ra, tại vì như thế này đây. Trong cái chậu của mình á, mình trồng này nó ra rễ như thế này rồi thì mình đào một cái lỗ sâu á để mình chôn nguyên một cái cây này xuống luôn. Mình khỏi cần phải nhổ cây riêng ra, chứ không là nó mình để mình tháo cây riêng ra là nó dễ bị chết lắm. Cho nên mình để nguyên chậu này vẫn đứt luôn. Một là nguyên chậu hoặc là mình cho nửa chậu mình bỏ vào. Mình
những cái phần củ cải bên đây chắc mình bấn qua đây luôn đi các bạn, để cho nó vô 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 ngăn nắp luôn. Một bên mình chỉ chiên cho một một chỗ là mình trồng củ cải thôi, mình đứng qua đây mình trồng. Mấy cái này nó bấn dễ lắm, nó cái rễ của nó không có sâu, tại vì mấy cái cây keo này đó mai mốt nó lên bự lắm, cho nên là mình trồng khoảng cách khoảng chừng khoảng là hai cái feet của mình đó là khoảng 6-7-5-60 cm. À, tha hồ mà ăn rau luôn. Năm nay là mình thấy là cái bộ là mình có nhiều rau để mình ăn nha. Năm ngoái á, thì có củ nhiều, giống như có bầu bí mướp. Năm nay mình ráng trồng nhiều loại rau á, thay phiên nhau ăn, thay gì đỡ phải đi mua. Mua lì lúc khi ngủ ngon lành trời. Ngủ ngon con. Bây giờ trồng xong các bạn, một chút là mưa rồi, khoảng chừng 30 phút đến 1 tiếng nữa là trời nó sẽ mưa. Cho nên là mình trồng bây giờ đi, để chút hồi mưa xuống nữa là mấy cây của mình á nó tươi tốt. Mình mới trồng xong hết cái đám keo với lại cái củ cải Hàn Quốc rồi các bạn. Thì mình cũng đem những cây củ cải tí hon mình đem qua đây mình organize luôn cho nó đi chung một cái một bên. Còn nguyên cái khu vực còn lại sẽ là rau xanh của mình nha. Đó, keo, keo bên kia là keo xoăn. Rồi đây là cái colorin. Tiếp đến là cái là một loại keo nữa. Cái keo này là mình không biết diễn tả làm sao luôn, cái lá nó kiểu giống vậy nè các bạn. Mà nó còn non nha, mốt nó đậm hơn. Mai mốt nó ra rất là màu xanh đậm luôn á, xanh đen luôn á. Là cái loại keo này. Thì mình chủ yếu á, mình trồng mấy cái loại rau này, keo này là để mình làm salad ăn nè, hoặc là ép nước uống, nấu canh, xào tỏi gì cũng được hết trơn đó các bạn. Nhìn xanh rờn hết đã quá các bạn. Thì video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Để mình đi qua mình phụ cameraman tiếp tục làm cái dàn đậu đũa cho đậu đũa đậu que cho nó xong, rồi mình đi trồng đậu đũa đậu que luôn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.